Xin chào cả nhà đến với Hành Lang TV. Hôm nay giới thiệu đến mọi người, đây là phôi nấm bào ngư. Mình chuẩn bị để trồng nè mọi người. Cái này mình mua người ta cấy sẵn với vào á, mình chỉ đem về mình chăm sóc và tưới thôi. Về thì để yên cho nó khoảng 2 ngày á, cho nó ổn định mấy cái tơ nè. Tại vì trong lúc vận chuyển nó bị như thế này nè cả nhà, nó bị nứt như vậy nè. Mình sẽ để cho nó ổn định mấy cái tơ trắng trắng như vậy lại nè, thì nó mới mọc. À, khi trồng á thì mọi người sẽ rút cái này ra đây nè, rồi mình tưới xung quanh chứ không tưới vào đây nha. À, nhưng mà mình muốn nó ra nhanh á thì mình sẽ cắt bỏ cái phần bịch ni lông này, hoặc là cắt dọc như thế này nè, rồi xé ra để trần luôn thì nó rất là nhanh luôn cả nhà, mọc nhanh lắm. Và bây giờ mình đi làm rồi, sau đó sẽ mỗi ngày mình sẽ cho mọi người xem nha. Mình lột trần ra như thế này luôn, mình để luôn nó lên mấy cái chút chút này nè, là khoảng 2 ngày là nó sẽ to lên đó cả nhà. Như vậy thì nó sẽ ra nhanh hơn, nhưng mà nó sẽ mau hết nấm hơn là mình để bình thường á mọi người. Nè mọi người, mình nếu mà mình không có lột ra như mình á thì khoảng 7 ngày thì nó sẽ lên, còn mình để vậy á là mới có 4 ngày là nó lên như thế này nè. Đây mình trồng nấm bào ngư nè mọi người. À, cái phôi nó lâu ra đó, cái mình mở bịch ra hết thì bắt đầu nó phà phà lên, trời ơi quá chừng luôn. Ồ, cái này vài bữa nữa là nhổ nhóc luôn á. Trên đây cũng vậy nữa nè mọi người, rất là nhiều luôn. Rồi không biết sao nó lại như vậy nữa nè. Bao ra thì bắt đầu nó lú lên, chắc nó mát á nè, dễ thương lắm cả nhà. Và lên rất là nhiều luôn nha, chứ không phải là lên ít đâu nè. Đây là ngày tiếp theo nè mọi người, cỡ vậy là ăn cũng rất là ngon rồi nè, nhưng mà mình ráng chờ thêm bữa nữa. Wow. Ồ, dễ thương quá. Nó mọc nuôi nuôi luôn. Cái này ngày mai nhổ là đẹp luôn. Đây. Mau ghê luôn á. Mới ngày hôm qua quay còn chút tẹo teo. Mới từ sáng tới giờ mà nó vậy nè. Trời ơi, thấy thương quá. Mình định để tới ngày mai mọi người, mà sợ ăn nó không ngon. Để mình hái vô mình làm nấm, làm cái gì ta, nấm bào ngư xào măng với chả chả giò mọi người, ngon lắm, chả giò cá ngừ á. Ủa thấy thương quá, không đỡ hái luôn nè mọi người. Ủa thấy thương quá, mọc ú u à nhà. Mấy cái này nó muốn hình như nó không lớn nổi cả nhà, nó muốn tàn á, mình sẽ hái vô để mấy kia nó lớn. Vậy mấy cái này ăn nó giòn lắm luôn á. Mấy cái kia nè, mấy cái này là vậy chứ ngày mai là mình thấy nó sẽ to ra nữa đó cả nhà, nó màu lắm. Ôi da, sau cơn mưa thì nó đã nở hết rồi cả nhà, nên mình phải hái thôi chứ để ngày mai nó lại bị tàn hết. Này mình lựa cái bự mình hái. Mình hái xong bữa mình sẽ nải cái phần chân này ra luôn nè cả nhà, để thôi nó không ra nữa. Dễ thương quá. Đây. Ồ, mọi người xem nè, sau cơn mưa ngày hôm qua thì cái nấm hôm nay đẹp ghê hồn luôn. Ủa ôi, nó mọc ú luôn nè mọi người, dễ thương quá đi nè cả nhà. Ồ, vẫn còn mấy cái cây này nó chưa chịu lên nè, nó cứng đầu vậy sợ. Nhưng mà mấy cái này thì rất là đã. Ồ, coi nè mọi người, về luôn. Thích quá mọi người ơi, mọi người trồng thử đi, trồng nấm rất là thích luôn á.
Nên là mọi người, mình đem ra ngoài sáng cho mọi người thấy rõ nè, giờ mình sẽ hái nấm nha. Đây, rất là đẹp luôn. Còn bên đó nữa đó mọi người, đó. Với ở dưới đất nữa, lát mình sẽ lấy lần lần lên. Thấy mê ghê đó cả nhà. Đây cái rổ nè. Đúng là người ta nói mê như núm á mọi người. Ờ, mình sẽ rút cái này ra luôn. Mới sau cái đợt này á, phải xé bịch ra gì hết nè mọi người ơi, nó mới lên. Còn bình thường á hả, nó chỉ cần lên ở cái đầu này nè cả nhà. Và bây giờ là phải xé vậy nó mới lên. Ngộ vậy. Thấy mê chưa? Ú nung. Wow. Mọi người thử về trồng đi cả nhà ơi, nhìn thấy cưng lắm. Ôi trồng nấm thú vị lắm nha, ngày nào cũng ra thăm đó, nhìn đã đời chưa, ngày nào mình cũng ra thăm hết á, ngóng rồi chừng nào nó mọc rồi canh nó để nó tàn nè. Cái này ngày hôm qua mình hái rồi em đợt á, cái sáng nay đi ra thấy nó lớn nữa. Cái này hái luôn để nó tàn hết. Hôm qua hái vậy á mà được 1 kg luôn á mọi người. Ủa lộn, nửa ký, trời ơi, nói quá. Đây, còn cái này. Cái này chắc là hơn à, hơn nửa ký á mọi người, tại vì nhiều lắm. Cái này là ngày mai nó lớn nè. Mình để lại nó còn nhỏ quá à. Mọi người thấy không? Đó, mới có 3 cái phôi thôi mà được một rổ như vậy rồi đó cả nhà. Đây mình sẽ hái cái này. Cái này xào sả ớt ha mọi người, còn hấp sả ngon lắm cả nhà ơi. Hấp sả mình cái mùi nó ra y như mùi nghêu vậy đó, mà ăn giòn mà ngọt kinh khủng luôn. Mình thích cái món đó vô cùng. Đây nữa nè, qua chừng luôn. Cái loại này nó màu trắng cả nhà. Ôi thấy mê quá. Ôi chà. Ôi chà. Trời ơi cái này nè. Ồ, thấy mê chưa? Nhổ đợt này xong không biết chừng nào nó mới lên nữa nè. Wow, nhìn đã quá. Dạ, về luôn cả nhà. Đây là thành quả hôm nay rất là nhiều luôn mọi người, ở dưới đây nữa nè. Rồi còn một cái trong một cái nia nữa, trong cái xịa cả nhà, nhưng mà mình nhiều quá không có chỗ để mọi người ơi. Nè, thấy thú vị ha. À, trồng nấm rất là thích luôn á mọi người. Mình bỏ thời gian ra chăm sóc á, mà thu được cái này thì quá là tuyệt vời. Tuy là cái này mình làm người ta đã cấy phôi sẵn hết rồi, nhưng mà trồng nó cũng rất là vui luôn. Dễ thương quá chừng. Bây giờ mình sẽ đi hái ít trái khổ qua rừng nè cả nhà, để vô kho với cái nấm bào ngư á, rất là ngon luôn.
nhỏ nhỏ nè, chứ ngon lắm cả nhà. Ồ ôi trái nè, thấy thương quá. Mùa mưa nè, mưa này nó ra trái nhiều quá cả nhà. Đây. Có một trái to. Đây, hái luôn. Cái này là cũng mở sáu mình trồng đó mọi người. Mà trồng lâu ơi là lâu luôn, mà nó cứ ra liên tục á mọi người, không có hết. Ăn hoài luôn á. Thấy hết lứa này tới lứa khác à. Ở trên đó chắc là nhiều lắm luôn á cả nhà, nhưng mà cao quá không có hái được. Ôi ở đây hai trái luôn. Ôi đời, dễ thương chưa. Nè, nó mọc ở trong kẹt. Ôi giờ cái trái ở trên cao. Giờ cắt cái này ra nè, móc ruột, cắt đôi ra móc ruột rồi sẽ đem đi ngâm nước muối á cả nhà. Còn cái trái nào mà còn non á thì mình để nguyên ruột luôn. Mấy cái ruột khổ qua này nếu mà loại non á thì người ta sẽ bằm á, xào với sả làm ruốc khổ qua ăn cũng rất là ngon luôn, nó béo ngậy ha cả nhà. Để hôm nào mình tìm khổ qua non thì mình làm cho mọi người xem nha. Hôm nay chỉ là món khổ qua rừng nè, kho với nấm bào ngư thôi. Ở đây thì mình kho với nước tương, hạt nêm chay và bột ngọt, đường đó mọi người, nêm nếm cho vừa ăn. Rồi mình kho đến sắc xuống là được, tùy theo khẩu vị của mọi người. Đó, như vậy là chúng ta đã có một món rất là đơn giản, có sẵn ở nhà rồi nè mọi người. Nếu thấy hay nhớ like, chia sẻ và ủng hộ mình nha. Xin chào.